Thì xin mến chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh Công giáo Yêu Thương. Hôm nay là thứ bảy, thì đang có mặt tại giáo xứ Nam Thái. Giáo xứ Nam Thái vườn chầu lượt thay mặt giáo phận thì rất vinh dự hôm nay về đây gửi cho tới tất cả quý vị những hình ảnh chương trình tuần chầu lượt giáo xứ Nam Thái thay mặt giáo phận năm 2020. Xin mời quý vị cùng đi với Thủy cũng như là rước đồng tế và rước xung quanh thánh đường cũng như là các chương trình của giáo xứ Nam Thái. Xin mời quý vị cùng đi theo Thủy nhé. Thì bây giờ Thủy đang đứng ở ngay cổng chào cộng đoàn giáo xứ Nam Thái hân hoan chào đón Đức cha quý tu sĩ nam nữ và đại hội thánh thể năm 2020. Bây giờ mình sẽ mời quý vị vào bên tiến vào bên sâu bên trong ngôi thánh đường của giáo xứ Nam Thái. Thì cách đây mấy hôm Thủy có gửi cho quý vị những hình ảnh của giáo xứ Nam Thái, thì giáo xứ Nam Thái đang xây dựng thánh đường mới và nhà mục vụ. Năm nay tuần chầu lượt thay mặt giáo phận thì cờ cũng như là đèn điện đã được trang trí rất là bắt mắt và đẹp. Xin kính mong tất cả các ban ngành đoàn hội, chúng ta sẽ trở về khu vực trước cửa nhà chung của giáo xứ để chúng ta chuẩn bị rước đoàn đồng tế. Chỉ còn một ít phút nữa thôi là giáo xứ Nam Thái sẽ khai mạc tuần chầu lượt thay mặt giáo phận. Thì sẽ cố gắng ghi lại những hình ảnh đẹp nhất gửi tới cho tất cả quý vị. Đây là ngôi thánh đường của giáo xứ Nam Thái đang xây dựng. Và phía tay mình chỉ đây là ngôi nhà mục vụ cũng đang xây dựng sắp xong, sắp hoàn thiện. Chỉ còn ít phút nữa là đến giờ rước quý vị nhé. Thì rất mong quý vị cùng cùng hiệp thông với giáo xứ Nam Thái những giờ rước và những giờ cầu nguyện của giáo xứ Nam Thái cho tuần chầu lượt năm 2020. Ngôi thánh đường rất là to và đẹp quý vị ạ. Xin mời tất cả các đoàn hội chúng ta hai đánh giá đến cao. Và thứ ba là các em thiếu nhi thánh thể. Thứ bốn là hội thánh tâm. Thứ năm là hội hiền mẫu. Sau hội hiền mẫu là hội con Đức Mẹ. Sau hội con Đức Mẹ là ban kim nhạc nữ. Sau ban kim nhạc nữ là ban kim nhạc nam. Và sau ban kim nhạc nam là quý gia đồng tế. Vậy xin kính mong tất cả các đoàn hội chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự để chúng ta thực hiện cuộc rước đoàn đồng tế được suôn sẻ. Thank you.
Thank you.
mời bắt kèn. Giờ cầu đoàn chúng ta cùng nghinh thánh thể qua các tạm. Tạm thứ nhất là đài thánh Đa Minh, tạm thứ hai là đài thánh Du Xe. Bây giờ xin tất cả các ban ngành đoàn hội chúng ta sẽ sắp xếp để chúng ta kêu thánh thể được xuất ra. Chúa Giêsu thánh thể, con thờ lạy Chúa, vì Chúa là Chúa cả muôn loài, đã ngự thật trong bí tích thánh thể trước mặt mỗi người chúng con đây. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mỗi người chúng con và ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúng con xin lỗi Chúa vì biết bao lỗi lầm, biết bao xúc phạm của chúng con, biết bao thờ ơ của chúng con với bí tích tình yêu. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, trong bữa tối sau hết, Chúa đã lập bí tích thánh thể và ban cho chúng con một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Chúa nói không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã thử hiến trở nên lương cho mỗi người chúng con. Xin cho mỗi người chúng con đang hiện diện nơi đây trở nên chứng nhân tình yêu của Chúa khi chúng con biết hy sinh cho nhau vì hạnh phúc của những người thân cận trong gia đình, trong dòng họ, trong khu xóm. Và xin cho chúng con biết diễn tả tình yêu của Chúa khi chúng con sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung của mọi người trong đồng bào của chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bí tích nguồn mạch tình yêu thương, xin ban cho mỗi người chúng con trở nên những sứ giả loan báo tin mừng tình thương của Chúa giữa mọi người. Chúng con kính lạy và ngợi khen Thánh Cha Sanh Cả, mau Thánh Cha Chào Câu vô cùng lời cảm ơn là Maria đồng tên Thánh Cha Maria, ta đến đây trong phép màu nhiệm này cho được ở cùng chúng con đã đến sau hết. Còn mới phó mình cho 12 đầy tớ lấy làm quá ăn, ngồi thứ hai ra phán một lời phép tắc vô cùng và làm cho bánh thật trở nên mình người, cùng làm cho điều nhỏ vô lên máu người thật. Thì phải dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thở lại phép rớt tay rớt trong giường ấy, vì các phép trong đạo khu trăng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền. Thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến người khen và hát mừng sớ màu nhiệm tới này đời đời trong cùng. Amen. Chúa Giêsu, Chúa đã chuối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này,
để luôn được nghiệp thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy chúng con: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Giữa sa mạc hoang vu, Chúa mời gọi các tông đồ: Chính anh em hãy cho họ ăn. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong Chúa, Chúa mời gọi mỗi người chúng con hãy trở nên tấm bánh của sự sẻ chia, tấm bánh của sự hiệp thông, tấm bánh của sự hy sinh. Quê hương chúng con còn nhiều người đang gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật, cần sự nâng đỡ tinh thần cũng như chia sẻ vật chất. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con hãy trở nên tấm bánh sẻ chia cho anh chị em khi chúng con không tiếc lời động viên, khích lệ, an ủi những ai buồn sầu, khổ đau, thất vọng. Xin cho mỗi người chúng con sẵn sàng bớt đi những miếng cơm của mình để chia sẻ cho những người đói khát bần cùng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, quê hương chúng con nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con biết quảng đại chia sẻ đời sống đức tin bằng việc sống làm chứng và loan báo tin mừng của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con khi rước mình máu Thánh Chúa, chúng con trở nên tấm bánh cho anh em. Khi chúng con biết dấn thân hy sinh phục vụ lợi ích đồng bào, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp cho từng người, từng gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng con sống bí tích Thánh Thể, hiệp thông với nhau, chia sẻ cho nhau, dấn thân hy sinh vì muốn làm cho Chúa lớn lên trong chính gia đình, trong cộng đoàn và quê hương xứ sở của chúng con. Chúng con kính lạy và ngợi khen.
Giờ đây chúng ta kết thúc thánh lễ và kết thúc việc cung nghinh thánh thể. Chúng ta hướng về Đức Đại Đức Mẹ Mân Côi, Mẹ Maria, người nữ thánh thể. Xin Mẹ chúc lành cho những nguyện ước của chúng ta. Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng ta. Xin ca đoàn hát bài về Đức Mẹ. Thánh lễ thứ nhất như thường lệ, đúng 8:45 chúng ta các đoàn hội phải tập trung và bắt đầu cuộc rước đoàn đồng tế, và đúng 9:00 thánh lễ.